học của chúng mình đã trôi qua rồi đấy. Thật đáng buồn khi cô trò chúng mình lại phải nghỉ thêm một tuần nữa. Nhưng không sao, các bạn của cô ở nhà phải ngoan ngoãn nhá, nghe lời ông bà bố mẹ nhá, không được làm nũng bố mẹ đâu, nhớ chưa. Hôm nay cô Thảo sẽ mang đến cho chúng mình một tiết học, nó khá là thú vị đấy. Tiết học của cô Thảo có tên là thí nghiệm trứng nổi trứng chìm. Để làm được thí nghiệm này, cô Thảo đã chuẩn bị hai chiếc cốc. Cô Thảo đã đánh dấu chiếc cốc số 1 và chiếc cốc số 2. Sau đó là muối, sau đó là hai quả trứng này. Uầy, các bạn nhìn thấy quả trứng của cô Thảo có xinh không? Rồi, một quả trứng có mặt buồn này. Rồi, tiếp theo đó là thìa. Cái thìa này cô Thảo sẽ dùng để xúc muối. Bây giờ chúng mình cùng xem cô Thảo làm thí nghiệm nhé. Rồi, chiếc cốc số 1 cô Thảo sẽ không cho gì vào. Chiếc cốc thứ 2 cô Thảo sẽ cho muối nhá. Cô Thảo sẽ xúc muối đổ cốc thứ 2 này. Đấy. Rồi. Rồi. Sau đó cô Thảo sẽ dùng thìa để khuấy tan muối trong nước này. Day 2, day 3, day 4. A few moments later. Chìm mà ở trong nước muối lại nổi lên như thế này không? Cô Thảo sẽ giải thích cho chúng mình biết nhá. Tại vì nước muối đặc hơn nước tinh khiết. Và vì sao trứng lại nổi trong nước muối? Vì tỷ lệ trọng của nước muối cao hơn tỷ lệ trứng, nên là khi trứng gặp vào nước muối thì trứng sẽ nổi lên. Video của cô Thảo đến đây là kết thúc rồi. Cô Thảo chúc các bạn có một tuần ở nhà thật là vui vẻ nhé.